làm lại thì ok. Alo, chào anh chú sát. Du học. Thế khỏe không mọi người? Hello. Lâu quá không gặp. Chào anh chú sát. Wow. Mấy năm hả? Mấy năm mà ông lặn mất tâm, mất tích giờ mới ông mới chui ra hả? Có đội nón không nay mới cấy lên hay sao mà nay mở nón ra ha. Chơi chơi tóc giả ơi, tóc giả. Dạ. Chơi tóc giả vô không? Nè. Ở chơi tóc giả cho nè. Quá bẩm luôn. Chơi tóc giả vô. Rồi sao từ nào về Việt Nam đây? Bây giờ, chào Tân Thanh. Anh công băng chào Tân Thanh. Thơ quan cuối năm nha. Ok anh. Riêng anh về mà anh alo Thơ Quang. Anh cần em phục vụ anh 2 ngày. À, ngày đó giờ đó ok là Thơ Quang anh sẵn sàng. Em dùng từ lớn quá làm anh hơi bị mắc cỡ. Anh đâu cần em phục vụ anh đâu. Anh chỉ cần nếu mà alo em ra ứng dẫn viên. Hai đứa mình ngồi làm vài ve chửi mấy thằng ba que chơi cho vui thôi chứ. Phục vụ anh làm gì? Về Việt Nam anh cũng biết nói tiếng Việt mà. Hướng dẫn viên làm về làm hướng dẫn viên du lịch. Ông này ổng anh cẩn thận đó nha anh Thơ Quang, anh cứ hùng hổ vì ổng là thuộc dạng cỡ như là cái thằng Duy Chiến Duy Chọt gì học bằng ổng đó, đừng có đùa ổng dữ lắm đó. Việc ngoài tới việc em nói là cỡ anh Thơ Quang, anh em kêu anh Thơ Quang cẩn thận, anh mà về tới Việt Nam rồi anh còn dữ hơn mấy thằng ma kia nữa đó. Không mà em đi so sánh anh đó. Anh so sánh anh với thằng Chiến này kia để làm gì nước Việt Phái. Là mất giá trị hết. Không dữ, không dữ. Không, ý anh nói là cái này là Việt Nam mới là cái môi trường mà tiếng Việt. Mà nói tiếng Việt được bà. Cho nên anh không biết thì anh hỏi, ủa hỏi có quan. Ok. Thế sẵn sàng thôi. Thế nhưng mà tại Duyên Anh với Việt Ra sẵn sàng thôi. Nó nói nó phục vụ anh. Là nghe thành anh phải cảm thấy mắc cỡ. Tham đâu. Về Việt Nam mà ổng làm trùm hết luôn. Dạ. Nhưng mà như ta nè, hỏi thầy, anh già uống rượu nấu của Việt Nam uống được không? Anh không uống mấy cái rượu mà có rắn điếc hay là gấu điếc. Không. À, mà chơi ra cái rắn làm gì? Rượu nấu á, rượu nếp á. À, rượu nếp à. Ừ, nếu mà mình biết nguồn mà gia đình họ làm cẩn thận sạch sẽ thì ok. Còn rượu của anh yếu. Đúng rồi. Rượu này là mua tại lò, mà luôn mua tại lò, mà rượu nước nhất nha, nước đầu á, không phải là mua ba cái rượu ấy đâu. Ok, khoan, xin lỗi để em có cái anh bạn Vũ Phú Thuần nói tiếng anh nhỏ quá, để anh tăng cái cổ học. Mr. McBride và anh khách mời hơi nhỏ, trời ối vậy hả? À, bây giờ nghe ok chưa? Nghe ok chưa? Nghe rõ mà. Nghe rõ à? Nghe ok. Nghe rõ đó. Em thì nghe ok rồi. Ok, bây giờ để tiếp tục trả lời Thơ Quang là cái rượu gì mà Thơ Quang quảng cáo. Anh nếu mà có nguồn này thì anh cũng thích mà, rượu đế Việt Nam. Nhưng mà anh không có kinh nghiệm uống rượu đế, uống cái đó hồi xịn hết mẹ luôn. Không, rượu của em á được cái là uống không có biết xỉn nên như tao này uống no nghỉ à. Không mà tại vì á thường thường mình uống á mình quen nó, ví dụ như anh bia uống, ví dụ em uống rượu đỏ được không? Em cái thứ gì em cũng chơi được mà em chỉ khoái rượu hơn bia. Tại vì sao uống bia uống no lắm. Đúng rồi bia no ngồi ăn bò cũng được tức. Đúng rồi đó, chính xác. Nhưng mà họ uống được quen họ cũng hay bị thì ý anh nói là cái rượu để uống rồi là anh biết chắc anh đâu có uống bao giờ biết nó cũng không có rượu đế nữa.
mà uống rượu xỉn nó chuyện nghe cách mạng lắm mà. Ừ. Nó có tí men vô à, nói chuyện nó mới mòn mòn giống như là hôm tôi bữa nói á, có tí men vô à, nói chuyện nó mới mòn mòn khí như thế này. Ủa rồi. bữa nay mà nói đề tài dạ ơi đề tài gì đâu thì có gì nói đó thôi, vượt ra chương trình cà phê sáng thì vượt ra thì biết rồi, đâu có đề tài để tụng gì đâu. À, nhớ tới cái gì thì giúp cái đó. Thế thì nói chung là cuối tuần anh em hội họp lại nhiều chuyện chơi mà anh muốn nói gì cũng được. Ồ Việt Pride, em thành phố nào ấy? Em ở gần Bel Air hả? Chắc cũng cỡ 1 tiếng anh. Thành phố của anh tên gì? Thành phố của em ạ. À? Ừ. Thì cũng là thuộc trong Houston luôn đó. Nếu vậy là thằng Hoàng coi. Lạng quan nó lớn lắm. Lạng quan cái chuyện anh gặp em á. Tù ghê. Có được không? Không em. Có ngại ngùng gì không? Thì gặp thôi chứ anh ngại ngùng gì. Cuối tháng đi. Cuối tháng tại anh có một người bạn ở bên Việt Nam nó sang á. À. Anh dẫn nó đi Cali với lại Texas. Với lại ngoài. Yeah. À. Thành ra nếu mà đi Texas thì có gì hú em cái. Ừ, mà ổng mà qua mùa này đây nóng chết cha luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Mùa này mùa nóng. Thôi ra à, mà quên nữa thì anh đi xá với được ai nè. Bữa nào đi mà sao mà anh đi xá được ai mà đi chung á, mà kiếm chỗ hơn đặt trên xe tới thì cứ tới sát sát gần gần nó giống như giả ngơ ngơ ngáo ngáo cho nó phỏng vấn. Cho phỏng vấn. Cho phỏng vấn được ai với anh đi xá trời. Thằng ma nó ở xa lắm anh ơi, nó ở xa lắm. À lại chỗ ông cầm hả? Ai ai xa ta hả? Đúng rồi, nó ở bút tí tè ở trên kia là xa. Giống như vậy đi, em ở thành phố Hồ Chí Minh nó ở tuốt ở Cao Bằng Lạng Sơn vậy đó. À. Ừ. Nhưng mà em nói ai phỏng vấn rồi? Mạc á anh, Mạc Nguyễn á. Ồ cái thằng anh thiệt, cái quên anh xúc xích á hả? Đúng rồi đó mình. Thôi. Mình giao du mấy đó anh chi. Anh nhìn mặt nó là anh thấy nó giống như bị đau à. Thôi nói chuyện mấy nói mày đó à, nó khùng. Khóe gì, khóe anh từ cắt thêm. Khóe anh xúc xích. Nó làm mất mặt vịt cù yêu quái ở nước Mỹ. Thiệt, cái này em công nhận danh cư xá mà. Mẹ đợi mỗi giờ mình đi khoe gà công nghiệp nó xuống xích rồi xuống là mất mặt thì kiều. Phải đó. Tự nhiên cái ngồi đây mà chặt cái hớp bị tự đái. Công dân Mỹ gì đâu rồi, công dân Mỹ, công dân Đại Bàng. Không, anh bố mà khoe gì, khoe ăn gà, khoe xúc xích. Xong nó lâu lạy nó luôn. Ê, nó nghĩ sao cái thằng nó bị tỉnh. Cho anh chia sẻ cái câu chuyện này cái được không? Dạ thì hôm bữa tuần trước anh ngồi với lại mấy người bạn với Florida nè. Thì mấy người sang Mỹ cũng lâu rồi, họ sang năm 75. Cái cô vợ thì sang năm 78. Thì cứ mỗi lần nói mà thích nói về Việt Nam, nhưng mà mỗi lần nói về Việt Nam thì ưa nói những cái tiêu cực. Nhưng mà họ đâu biết gì về Việt Nam đâu. Không, cái họ nói với anh là nhưng mà họ thích ở Mỹ. Ở Mỹ có nhiều tự do hơn. Thì anh cười nói nó ở Mỹ bây giờ nó đâu có tự do. Việt Pride trả lời cho thơ quan chia sẻ nước Mỹ giờ có tự do. Nước Mỹ với lại Việt Nam nơi nào tự do hơn? Nếu mà em là một người dân bình thường sống ở đây ba mấy gần 40 năm rồi ha, mà em là một người dân bình thường nè, đó em không có vô trong phe phái hay là bất cứ cái gì hết, em bình thường, thì nếu em so sánh giữa hai bên thì em thấy em thích Việt Nam hơn. Về xã hội này kia nọ, tất cả mọi thứ, em thích Việt Nam hơn. Nếu mà anh hỏi em thì em trả lời vậy. Anh thì anh nghĩ mấy người này so sánh hơi khập khiễng. Tại vì đúng ra là so sánh Mỹ với lại Việt Nam mà cách đây 30 năm về trước hay là sau giải phóng thì đúng là Việt Nam không có tự do. Nhưng mà
ở cái thời điểm đó sau giải phóng bắt buộc nó phải như vậy anh. Bắt buộc cái đời sống đất nước mình họ đang ấy mà họ không thể cho cái tự do được, là tại vì cho tự do là mấy ông cờ vàng bắt đầu tập trung lại, bắt đầu lật đổ chế độ này nọ, thành ra không có cho được. Nhưng mà mình phải so sánh thời điểm Mỹ hiện nay với lại Việt Nam hiện nay, chắc chắn là Mỹ không tự do bằng Việt Nam rồi, cho đôi được chắc chắn. Tại vì Mỹ nó cứ lấy cái nó remove cái freedom đó, phải không? Coi như nó lấy cái tự do đi từ từ, lấy chậm chậm, mỗi ngày lấy đi một cái, mỗi ngày lấy một cái, mà nó lấy một cách tài tình mà đúng, nó lấy một cách rất là tinh vi. Tinh vi mà mình không biết thì sau 5 năm đi thì cái tự do mình mất tùm lum hết trơn á, mà mình cũng không biết mình cho cái đó là cái gì ta, mới dùng từ cho cái đó như là nó là cái bản chất của nước Mỹ nó này như thế, nhưng mà họ vẫn nghĩ là họ đang có tự do mà không phải. Ví dụ như bây giờ cái tự do mà tự do ngôn luận đi, ở Mỹ không có tự do ngôn luận, em nói cùng chiều nó thì ok, em nói khác chiều nó là em có chừng á. Nếu mà em là một cái nhân vật á mà có nhiều followers, có nghĩa là có nhiều người mà theo mình á ở trên mạng á, giống như anh Thơ Quang hay nói là mấy người mà KOL á, mấy người mà có tên tuổi rồi đó, hay là những người mà có nhiều gọi là influential, em có nghĩa những người mà có nhiều millions of views á, những người mà nói rằng câu gì á là người ta có nhiều người ta nghe, mà người hàng triệu follow rồi đó anh Thơ Quang. Nhưng mà nếu mà em nói ngược chiều của nó đó là em coi chừng á, nó tới nó rờ gãy em á, mà nó dẫn em đi mà tự nhiên cái em bị accident, phải không, tự nhiên em bị accident chết mất tiêu, đúng rồi, tự nhảy trên lầu xuống, hoặc là tự nhiên cái em treo cổ tự bằng toilet tissue, giấy đi cầu á, treo tổ tự tự bằng giấy đi cầu hay cái gì đó, không đục thứ á, ông Thơ Quang ông lúc what the fuck. Ủa chứ không phải cái thằng Jeff gì Epstein á, thằng Jeff em biết đó. Đúng, ổng bị ổng nó tự giận ở trong cái tù gì thì nó mà nó nói ông treo cổ bằng giấy đi cầu đó. Khứa đó là anh Thơ Quang biết không, cái thằng khứa đó là ảnh là dân triệu phú mà ảnh chơi với toàn là tay to mặt bự trong chính phủ không đó. Mà gái gú dù phục vụ tới chỗ ảnh chơi ăn nhậu party là ảnh đưa gái mà gái nhí gái nhỏ đồ ra không, có chừng ảnh quậy tùm lum tà la, tới lúc mà ảnh bị dân chúng thưa kiện anh dữ quá đưa ảnh vô tù đó là đồ. Nếu mà ảnh mà khai ra hết á là dính, tao nói thừa lừa tét lét ở trong cái vàng chính phủ của Mỹ. Nói thêm cái này là cái thằng này á là nó chuyên môn, nó cung cấp giống như là con gái làng chơi, gái làng chơi, gái làng chơi cho toàn là dân mà kiểu giống như là chính trị gia, nhưng mà gái nhỏ nhỏ có móng mặt á, giống như tổng thống Bill Clinton tùm lum hết trơn á, có móng mặt hết á, rồi mấy nhà giàu đó, Bill Gates này kia là tới cái nơi của khứa đó, thành ra tụi nó bắt buộc nó phải dứt họng này để bịt miệng. Dù nó không dứt là băm thì đó, cái đó là Mỹ này. Theo em thì thế này nè, thứ nhất về gọi là vô cổ bằng giấy đi cầu, nếu mình theo một cái nghĩa nào đó là nó cũng đúng á, như chia sẻ tức là nó nhét nó sống cùng giấy vô họng đó, cái gì nó thở thì nó cũng trong cổ rồi. Cũng là treo cổ rồi. Còn vấn đề mà quay lại vấn đề mà anh nói về cái việc tự do thì chúng ta sòng phẳng với nhau thế này thôi. Tự do cứ ở quốc gia nào cũng vậy, nó cũng phải trong một cái khuôn khổ nhất định, đúng không ạ? Cái vấn đề tự do đây là gì? Chúng ta thấy rõ ràng, ví dụ giữa Mỹ, nếu chúng ta so sánh giữa Mỹ và Việt Nam đi, nó tự do theo chiều hướng nào? Mỹ là gì? Nó cổ suý cho theo cái lối tự do ngôn luận là gì? Lời lẽ, cái gọi là mất dạy. Nó thẳng luôn là lẽ mất dạy. Nhưng nó cũng phải có chừng mực nhất định. Chứ đừng có đó mà Mỹ là tự do muốn làm gì làm, muốn nói gì nói. Mình lấy dẫn chứng cụ thể nhất cái ngày 6 tháng 1 á.
đúng không? Lấy cụ thể nhất cái trường hợp đó đó, rồi tụi bay tự do dữ chưa, đúng không? Tới cái ngưỡng nào của nó thì cũng phải được một rồi. Rồi tự do vừa rồi là gì? Phong trào sinh viên, cái biểu tình á, nó gọi biểu tình ôn hòa nha, đúng không? Anh không nhận không? Ôn hòa cái vụ Palestine không? Palestine Israel đó, rõ ràng chưa? Họ biểu tình rất là ôn hòa, là sinh viên chỉ gọi là ngồi một chỗ ở trường thôi, không quậy phá, không đập gì hết. Rồi bị sao? Bị trấn áp, đúng chưa? Rồi tự do dữ chưa, đúng không? Ở đây chúng ta sòng phẳng với nhau, tự do theo cái gì? Cái gì đó không phải có kỳ mực nhất định, nó không phải theo trong một cái hạn mức nào đó thôi. Chứ đâu phải anh tự do mà muốn làm gì làm, thì nếu mà như vậy thì nó đâu còn là một cái nhà nước, một cái tổ chức nữa. Không, nhưng mà xã hội nào cũng vậy thôi. Từ xã hội nguyên thủy nó cũng vậy anh. Xã hội nguyên thủy nó cũng vậy. Pháp luật, đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nhưng mà cái pháp nó phải trong khuôn khổ. À, đúng em. Ví dụ như em không có quyền mà nói mà chống lại cái cuộc diệt chủng ở Trung Đông, ở bên Do Thái, bên gì đó, Gaza, em không được quyền, tại vì luật pháp Mỹ ấy, nó cấm em mà nó cho nó bắt tù em. Em không nói cái vụ mà sinh viên đó, mà nó chống mấy cái diệt chủng của Do Thái ở là tụi nó danh bại thân bại danh liệt đó em. Nó không có tự do đâu, nó còn nhiều lắm, nhiều thứ trong này. Trong tự do trong khuôn khổ pháp luật Mỹ đâu có tự do, pháp luật Mỹ đâu công bằng, cho nên làm gì có tự do. Làm gì có tự do. Em nói anh là cái trường hợp này là dẫn chứng là cho mọi người thấy rõ luôn nè nha, là châu Âu nó vừa ban hành cái luật gì Mỹ cũng có luôn hay sao đó. Đó là gì? Em nói ví dụ cái trường hợp của Nga với Ukraine thôi nha. Anh chỉ cần lên tiếng, anh nói đúng về Nga, nói đúng về câu chuyện, thì nó cho rằng là gì? Đó là anh tha thứ tội ác, nó phạt anh. Đó. Nó bắt anh là... đó, đúng rồi đó. Cái đó tự do. Trong khi là mình nói thật, chứ mình không có nói sai. Nói đúng bản chất vấn đề luôn. Đúng rồi. Thấy chưa? Đúng rồi. Đó. Thì nó ghép anh vô cái tội là gì? Cái tội của mày là tha thứ tội ác. Mà nó cho rằng là Nga là tội ác. Trong khi bản thân nó, thằng Mỹ thì đi gieo rắc khắp nơi thì mới gọi là ban phát dân chủ. Vậy tự do chỗ nào? Mình dẫn chứng hai trường hợp, những trường hợp nhỏ vậy thôi. Rồi đừng có nói gì, nó đơn giản như này. Ngay trong cái Facebook anh em chúng ta đang chơi, đúng chưa? Anh comment những cái từ ngữ gì đó đối với anh là nó hoàn toàn bình thường nha. Và ngược lại mấy bà que cũng vậy nữa, cùng cái ngữ nghĩa nó như nhau, nhưng mà nó báo cáo anh một phát, một là làm Facebook nó khóa bỏ anh, nó gọi anh là gì? Vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Vậy là tự do dữ chưa, đúng không? Mà trong khi cũng cái câu đó của bà que anh báo cáo thì nó nói là đại khái là cái này chúng tôi không thấy gì hết. Thì tự vì tự do nó nằm ở đâu? Tự do nó trong tiêu chuẩn kép anh. Bởi vậy cái quan trọng gì, em vẫn nhớ cái câu của ông giáo sư Phan Văn Trường á, và cái bộ cái tủ lạnh á, em thấy hay. Cái quan trọng vấn đề là gì? Bạn phải cảm thấy cái điều nào, cái điều gì nó mang đến cho bạn sự hài lòng, bạn cảm thấy nó hạnh phúc. Cái chế độ, cái đất nước nào, hay là một cái chế độ nào đó, hay cái điều gì đó mà bạn cảm thấy nó hài lòng, hạnh phúc, thì đó là bạn hạnh phúc. Thì ngược lại tự do cũng vậy. Chúng ta phải nhớ là cái chốt của tự do là gì? Muốn gì thì muốn, nó cũng phải trong khuôn khổ nhất định. À, cuộc sống ở bên Mỹ, đối với các anh ở bên Mỹ, các anh cho rằng đó là tự do, đó là quyền cá nhân của các anh. Nhưng ở Việt Nam chúng tôi có hoàn toàn tự do. Đúng chưa? Rõ ràng ở đây nè, dẫn chứng thêm ở Việt Nam tại sao tự do hơn Mỹ nè. Có những trường hợp tại sao những thằng ba que ba cản bên đó nó cứ ra rã, nó lên không gian mạng, nó chửi ông này, nó chửi ông kia, nhưng mà khi nó về Việt Nam nó vẫn về được, về bình thường. Và chúng ta phải đặt trò đó là gì? Đó là gì? Quyền tự do ngôn luận của nó. Lúc nào bên Mỹ muốn nói gì đó, cái đó là quyền của nó. Chứ từ trường hợp anh đi quá đà là gì? Anh lợi dụng cái chuyện đó để anh kêu gọi đám đông, anh tập hợp đám đông, anh kêu gọi đám đông căn cứ vào cái chuyện đó để anh kêu gọi lật đổ chế độ, lật đổ cái này kia, thì cái đó anh vi phạm pháp luật, đúng không?
bằng chứng rõ ràng là gì? Những cái tay mà gọi là tầng chống cộng ở bên đó suốt ngày ra rã trên không gian mạng, nó cứ về nước bình thường thôi chứ có gì đâu. Trừ những trường hợp là gì đã bị liệt vào danh sách khủng bố thì nó khó về thôi, nó không về được thôi. Còn những cái thằng làm kênh YouTube anh Việt, anh Quý Giá, Việt Lai, mọi người thấy rõ rồi đó, thằng Tiến Dũng nè, đúng chưa, rồi rất là nhiều thằng nữa đó, tôi mời Việt Nam ào ào đó, hoặc kể cả thằng Đan Nguyên đó, thậm chí là bên đó bắt cờ vàng phá sụp đỏ hay làm bằng kiều, đúng không, rất là nhiều trường hợp đó là gì. À ok, bên đó là các anh đó có quyền được biểu lộ cái cảm xúc, các anh cái biểu lộ cái quyền cá nhân của các anh cứ thoải mái. Về Việt Nam chúng tôi vẫn cho các anh về thoải mái, không có quan căn cứ vào đó mà thế này thế nọ. Nhưng mà đừng có về Việt Nam nha, để đi móc xích đầu này móc xích đầu kia, tụ tập lôi kéo đám đông thế này thế nọ để làm một cái gì đó ảnh hưởng tới nhà nước, tới chế độ, tới trật tự an toàn xã hội thì người ta bực mấy ông thôi đó. Hồi lâu rồi anh Duy Tân lại người ta nhớ cái thằng gì bên Úc của đảng Việt Tân nó về nó bắt không, thấy không đó. Ngược lại thằng Tùng Lê, ngay Tùng Lê nè đó, chi kỷ của anh Duy Tân nè, thấy chưa, nó cũng lên mạng nó ra đó, nó về Việt Nam đi, cứ đi ăn nhậu nó thoải mái thôi, có ai nói gì hết đâu. Nó bị do chứ là cái gì. Đúng rồi. Em là chưa? Em là chuột bủ anh. Đúng không? Cái đó là do chứ là cái gì không? Trương còn ý. Không, có ai nói gì mấy anh đâu. Ờ, trừ khi anh dễ mấy anh đi tới đầu này tới đầu kia, kêu gọi hải chuyện đơn, đưa giấy tờ, đưa tài liệu, là kêu gọi thế này hay là tập hợp thế kia thì người ta là xử lý anh như cái chuyện 331 thôi. Chung là do luật có rồi. Chung là nó cái Việt Nam nó khác, do đến độ mà nó chết nói sai trên tạp mà cũng chưa có sợ rờ gáy nó cũng chặt bắt nó, nhưng mà nó đừng có đổi cái lời nói thành động, nếu nó đổi thành đúng rồi là người ta chụp đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Nếu nhưng mà anh thấy hơi Việt Nam vẫn hơi tự do á, anh thấy nhiều khi nó xuyên tạc trắng trợn nó mà vẫn cho nó như thằng Tùng Lê chẳng hạn, không mà vẫn cho nó vòng vòng anh chẳng, nó chửi cả dân Việt Nam là ngu này kia, nó chửi luôn Việt Kiều ngu. Ngày hôm qua ngày mấy bữa trước nó chửi lộn nhau với cái thằng thằng Phan là thành gì ở dưới miền Tây à. cứ đòi một hai là đa đảng rồi bị cái thằng ma, thằng FBI bố láo kia gạt tiền gạt cái gì đó, rồi nó chửi nhau, nó lôi lên chửi nhau y xèo hết. Rồi cái hồi cái thằng thằng mà hay chửi Việt Nam, thằng Tùng Lê á, đồ ma một hồi nó nói, hồi nó là đủ má dân Việt Nam ngu luôn. Ai quên dân miền Tây, đồ má nó lôi dân miền Tây ra nó chửi luôn. Cái thằng chó đó thiệt. Cái thằng Tùng Lê thằng đó. Cái thằng mất dạy đó, mẹ kì, kì đó. Nó bị thằng gì quên rồi, thằng gì mập mập đó. Trung Vũ đó. Trung Vũ quơ tay một cái nó nói đó. Cái đó mà gặp em sáng cho này. Nó nói đã có, nó có connection với là trường đi công an thủy, rồi đủ các luật để nó sẽ kiện Tùng và Trung Vũ. Và bây giờ đến đâu rồi không thấy nói gì hết. Ôi vợ bò mấy cái thằng lớn cơ lục cấp à, giống như trường hợp của anh Chưa Toàn Ý nói nè, thằng già Nguyễn Quang A cầm cái bản gì tôi lố cộng sản Việt Nam làm như em ma, ôi trời ơi bây giờ thì tan nát đó, tức là vậy đó. Rõ ràng là câu chuyện đó là Chưa Toàn Ý, mọi người thấy sao? Ok, đó là quyền tự do ngôn luận của thằng Tây Nguyễn Quang Nga, đúng không? Đức đâu ý kiến coi vậy đâu, nhưng cái hành động, cái biểu hiện của ông Nguyễn Quang Nga đó làm ra để cho nhân dân Việt Nam, người dân Việt Nam thấy được rằng những cái thằng, những cái ông mà cắn mát này mát nọ trong hội nhóm này, hội nhóm kia lúc đầu là tiêu chí là gì? Là đấu tranh cho nhân dân, đúng chưa? Thế này thế nào nhân dân, nhưng mà thực chất là bọn nó là gì thì người dân lúc đó, người dân cái đó, người dân sẽ nhìn ra được cái bản chất của những thành phần đó.
thực ra là đối với người dân Việt Nam, những thành phần đó là gì? Là những thành phần gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa không? Đúng không? Đó. Còn nếu mà tại cơ quan A đó mà nhà nước hay cơ quan an ninh họ chứng minh được là móc xích hay là kêu gọi giống như là đi bằng giống như anh Di Đông mới nói đó, từ lời nói chuyển sang hành động thì họ bắt ngay. Nhưng cái tụi đó là gì? Dân nó có học thức, anh Di Tân vừa vậy không? Nó biết, nó hiểu được luật, nó biết được là tới cái ngưỡng nào đó thôi, nó không có lấn qua. Mà chính vì những thành phần đó thì cũng khiến nhân dân họ bức xúc. Mà biểu hiện nhân dân bức xúc thì đó, cái điều đó là điều tích cực. Thật ra cái điều đó là điều tích cực, điều tốt. Chính đó là gì? Người dân có sự nhìn nhận rất đúng đắn, rất rõ ràng về những đối tượng, về những cá nhân có những biểu hiện thế này thế nọ như thế nào. Cái đó nó cũng có cái hay đó. Việt Nam người ta tự do vậy thôi, muốn gì nữa. Bây giờ anh Thơ Quang gửi vô được cái gì đó ông Nguyễn Quang Nga Facebook hay gì, anh Thơ Quang bấm lại. Tôi thách ông Nguyễn Quang Nga qua bên Myanmar bây giờ. Cá trên mạng người ta đưa đầy đó, trên mạng người ta đưa đầy á, thì nó thì qua bên đó. Người ta đăng đầy á, dân dân người ta đăng đầy đó. Ừ, đi qua thôi rồi về chứ không phải là đi qua luôn, không dám đi không. Thì nó ngập cái mồm đó lại, nó ngập cái mồm lại đi luôn đó, mà nó nhìn nó đẹp, nó dám biết cái còi đâu. Không nhận dân tình, nó muốn nói gì nói á, nói tỉnh queo rồi còn đưa lên mạng cầm giấy rồi làm hùng hổ, bây giờ trốn chết mẹ luôn, đúng là mày. Dạ, ngu. Tiến sĩ phải không? Ông là tiến sĩ hả? Ờ. Phung phí tiền nhà nước nuôi mẹ. Xung quanh nè, Thơ Khánh nói nè, người Cần Thơ, người đẹp tới đâu nói nè, xung quanh em còn nhiều người cố tình nói xấu lãnh đạo Việt Nam, che bai đất nước này nọ, em tức. Nói lại tranh luận họ ra thì có ông bà là bao he ngày xưa. Thì đấy. Thực ra là những thành phần đó là hơi khác với nhau, những phần cơ hội giống như theo kiểu như là thất bại hay là trong cái cuộc sống là bán nó không được thuận tiện thì đâm ra một cái tư tưởng bất mãn, rồi cộng thêm yếu tố em nói là ngày xưa đã từng cái gia đình thế này thế nọ thì họ cứ gọi là mơ mộng, họ quan tưởng giải khác nữa không, mơ mộng ta quan tưởng, người ta cứ nghĩ là cái thời hòn ngọc diệt đông. Bây giờ rồi. Sướng quá đâm ra không hóa cuồng. Em thấy đó. Đa số dân ở Việt Nam em nói thiệt. Nhưng mà sướng quá mình nó cũng thấy mình đang hưởng, không biết mình đang sướng cũng hóa cuồng. Đúng mơ mộng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, đúng không? Nhiều lắm. Thì chính vì vậy á. Chính vì vậy cái tụi mà chúng ta nó cũng nắm được cái điều đó. Lợi dụng điều đó để nó tuyên truyền, nó tuyên truyền gây lên cái tư tưởng, mang cái tư tưởng gọi là bất mãn đó. Thì cái bài đó là cái bài cách mặt màu chứ là cái gì? Cái bài đó là bài cách mặt màu chứ là cái gì? Lâu gì dài đó, vì lâu gì dài xong rồi bắt đầu là nó tạo ra cái điểm nóng nào đó, rồi nó kích động cái sự giận dữ đám đông lên. Việt Nam mình nó thiệt, cái thẳng như chúng ta phải nói là cảm thấy rất là may mắn là công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cái này thì mọi người nhìn kỹ lại, chúng ta nhìn tổng thể chúng ta sẽ thấy. Cái còn bây giờ nó cơ bản như là bây giờ ở đâu cũng vậy, bạn nó phải cày bột mặt ra mới có ăn, mới có cái để sống, mới có cái để tồn tại, mới có cái để tích lũy. Chứ chả không có một gia nào mà ngồi không mà đung đùi mà tiền nó lớn như thú. Không bao giờ. Đúng chưa? Nói điển hình. Này là mấy ông bị cử được trai với ông Dương Sáng này. Con gì ở bên đây nè, con Dương, Dương nó qua bên đó, tiền rơi xuống cho nó. Giờ nghe nói xin tiền nữa kìa, mỗi người cho 1 đô, anh cũng đã có ủng hộ cho hẳn luôn 100 đi. Man. Xin thôi người chỉ cái, cần đô. Con đó thiệt tình, nó cũng cái con đó, cái đám này mà nói ra như sao, mà chẳng biết nhục.
Má mang tiếng là gì? Công dân Bắc Âu. Công dân Bắc Âu mà mở miệng ra đi xin người trong nước mỗi người vô thôi. Nó cũng là câu trời. Không biết thấy không? Platform từ Dương hồi đó anh biết nó là qua cái channel của thằng Duy Nguyễn á. Đúng rồi anh. Em thì cũng biết lâu rồi nhưng mà có em chả bao giờ em để ý quan tâm tới, sau này thì thấy nhiều người nói tới nó mình cũng coi thử là cái con nào, rốt cuộc coi thấy chả có ra một cái gì nó cả. ảo lắm, nó nghĩ thời gian quan tâm nó là giống như là một nhà lãnh đạo cái gì tinh thần hay là tinh đạo đấu tranh nhân quyền, nó tưởng nó làm cái ghê mà thật sự tầm hiểu biết rồi này kia có ra gì đâu, như một đứa nói chung mà những người chống cộng á ngáo ngơ, mấy đám chống cộng một bên này toàn là anh coi lại thử coi trình độ tụi nó như thế nào, cái đám chống cộng ơi anh truy sát có đứa nào hùng hổ không? Anh thấy cái hùng hổ nhất là ý như có hùng hổ thì có sơn tay ấy sơn tay có còn nhớ không đó không? Hùng hổ về cái gì đâu đã có hùng hổ gì vậy? Không anh thích, nhưng mà cái tay đó cũng em biết thằng đó bị Duy Nguyễn khoan cho luôn á, chạy xúc quần nhiều lắm. Nó trên tay lâu, trên tay lâu lắm rồi em không gặp nó. Em chỉ nhớ lúc là em chỉ nhớ nó là sơn tay, là được sơn á, sơn tay sơn móng tay á, chứ không phải là sơn tay. Em còn nhớ là cái lúc mà bên Duy Nguyễn á, lúc đó hay vào comment gọi là tương tác với nó, thằng đó cái xấu tính cái là mày tính như đàn bà, nó ra đường nó người ta nói lại nó nhột cái lóc hậu phải nó chạy với nó đó lại là nó nói lại nó nhột cả lóc à, chơi chơi vậy cũng lâu lắm mà không gặp nó, lâu lắm mà không gặp đó. Trương Phạm Trương đó, biết em biết cái người hai nít đó, Trương Phạm với Sành Tây hai nít cũng không gặp luôn. Thuộc gian cái gì đâu mà mất cười. Con Tùy Dương nó ơi mất dạy. Em bây giờ em ý kiến chút xíu nè cho anh chị em mình ở ở Việt Nam. Anh cho em mấy phút. Anh Thơ Quang với anh Tuy Xá của em nói đúng không nha. Anh Thơ Quang á thì anh Thơ Quang ở Việt Nam. Còn em với anh Tuy Xá đó thì ở bên bên Mỹ. Thì cái ý kiến em như thế này, em nói chút xíu rồi. Thật sự mà nói Việt Nam mình đúng là nếu mà so trên toàn thế giới á, Việt Nam mình còn nhỏ bé lắm. Đang phát triển, đang đi lên. Tụi nó cứ hay móc ra so sánh. Cái so sánh đó thôi, mình đừng có cãi nữa, mình đừng có này kia kia nọ nữa. Tại mình thấy nó lôi những cái so sánh đó ra là mình biết ngay cái trình độ của tụi nó chả có hiểu biết cái gì cả. Nó so sánh một cách rất là ngộ. Nếu mà lôi ra thì tụi nó không hiểu biết gì hết, nó so sánh ngộ lắm. Nhưng mà đối với em là như thế này, Việt Nam mình á, làm gì làm, tuy là đất nước còn nhỏ còn như vậy, nhưng em á, là em nói thẳng vô cái cuộc sống xã hội, cái người dân, cái mỗi ngày, rất ở Việt Nam mình rất là thoải mái. Cái đó là em nói thật lòng luôn á, tại vì em đi về Việt Nam rất là nhiều, mấy cái thời gian trước em cứ đi về thường xuyên lắm. Em thấy nó rất là thoải mái, rất là bình thường. Cuộc sống nó nói chung là nói thẳng ra câu là ung dung tự tại. Bây giờ tại sao đó, tại sao mà Việt Nam mình lại không có bác sĩ tâm lý mà ở Mỹ nó bác sĩ tâm lý là một cái ngành hot đó anh chị em hiểu ý Việt Rai không? Tại sao ở Việt Nam mình á, ông anh đi kiếm có bao giờ anh nghe nói là mình đi gặp bác sĩ tâm lý, mình có hẹn đi hạ gặp bác sĩ tâm lý không? Nhưng mà ở Mỹ này cái nghề bác sĩ tâm lý là cái nghề rất là hot, đúng không anh Tư Xá? Đúng rồi. Man, là cái con người nó bị stressful, nó bị áp lực cuộc sống á,
càng ngày càng nhiều. Hồi xưa còn ấy, còn bây giờ rất là nhiều. Bởi vậy nó mới đâm ra nhiều thành phần khùng khùng điên điên, nó bị tẩn rất là nhiều. Ở Việt Nam mình không có. Việt Nam mình á, à, có. Nếu mà em nói không có thì cũng đúng, có chứ không phải là không có. Nhưng mà em thấy đa số là như nè, lâu lâu có thằng ngáo đá, nó ra ngoài đường nó làm ba chuyện khùng điên, rồi 30 giây người dân công an tới dẹp thằng đó là xong. Còn ở bên Mỹ này á, nó không có ngáo đá cái kiểu như vậy. Ở bên Mỹ này nó ngáo là nó ở nhà nó chơi xong rồi nó chết luôn rồi lại gì ở nhà thôi. Nhưng mà nó lại có cái này nè, nó đi ra ngoài đường áp lực cuộc sống nó căng thẳng quá, đầu óc nó bị stress nó căng thẳng quá, chỉ cần một cái đổi làn đường sát đầu xe nó một cái thôi là có chuyện. Cái thằng hai cái con hiền đó thì nó bóp kèn, nó đưa ngón tay giữa lên, nó chạy qua nó chửi bới một phát vào Phụng Nên nha. Còn cái thằng mà hung dữ á thì đồ mà nó chạy ngang móc súng ra nó bắn cho bể bánh xe, nó không bắn mình chết nhưng mà nó cứ bắn cho lủng cái xe mình, hay bắn bể bánh xe rồi nó chạy, à, nó đạp ra chạy. Nói chung là cái con người nó rất là áp lực. Rồi một cái thành phần này cũng nhiều nè, em thấy thời gian sau này càng ngày càng nhiều nữa là cái gì, hai vợ chồng hay gì đó đi làm về, một là con vợ, hai là chồng, nó áp lực trong công việc đồ mà về lôi vợ con ra móc súng ra bắn đứa một phát xong rồi tự mình quất luôn. Mà cái thành phần đó sau này em thấy nhiều nha, là toàn là thành phần khá. Còn cái đám nghèo á thì nó không có vậy. Đám nghèo nó làm kiếm được đồng nào là nó hút hết đồng đó, hay là nó nhậu, nó cứ xả láng cuộc đời nó vậy, đi quậy phá. Còn cái đám mà trung lưu á, cái đám mà vừa gì không phải là thật là giàu, không phải là thật là nghèo, cái đám trung lưu á, cái đám đó là mới là căng thẳng đó. Nó làm những cái chuyện khùng điên mà mình không biết được đâu. Bởi vậy ra ngoài đường bây giờ nó ngán ngẩm, là em nói vậy. Cái người dân ở bên đây á, nó không phải giống như người dân của Việt Nam mình. Bởi vậy tại sao em có post một cái video clip lên á, ô má Sài Gòn, khi mà ở Việt Nam á, em xin lỗi, em nói lại cái chỗ này là nó không phải là Sài Gòn đâu, mà em thấy hầu hết cả nước, tất cả các tỉnh nào nó cũng có một cái thành phố lớn, cái chỗ trung tâm, cái chỗ thành phố hay là cái bất cứ đâu cũng vậy. Mà em thấy cứ hãy mà mặt trời xuống là người dân ra đường ăn uống thoải mái, ôi tùm lum tà la, xong rồi về ngủ mày đi làm. Rồi sau đó anh chị em thấy cái cảnh ở bên Mỹ không? Đó, nó y chang như vậy luôn á. Em có cái video clip em post lên á, nó y chang như vậy. Mà nó xuống một cái chiều tối, một cái là ngoài đường nó vắng không ai, là cứ thế mà rút về nhà. Thằng nào chán đời thì hút chết uống yến, rồi thằng nào mà cái gì nữa. Bởi vậy cái cuộc sống ở bên đây á, càng ngày nó càng áp lực dữ lắm đó. Cho nên á, em mới nói là cái người Việt Nam mình á, tuy là mình như vậy, mình nhìn vô á, mình không phải là nhà lầu xe hơi chạy ngập đường, nhưng mà cái đầu óc của cái người Việt Nam mình rất là thoải mái. Người ta sống một cuộc sống giống như anh Thái Quang nói, rất là ung dung, rất là ok, nó không có áp lực. Nếu mà mình nói không có ai không có áp lực thì cũng không đúng, cũng có, nhưng mà nó không phải giống như ở bên đây đâu. Bên đây bây giờ em nói thiệt chứ, tại vì em lên mạng em không có thích khoe khoang, em không có muốn nói là em làm tiền em một tháng bao nhiêu, chi phí em nhiều. Em lên mạng từ nào giờ á, anh chị em thấy em không bao giờ em thích lôi mấy cái chuyện đó, hay là em đi ăn cái này không, em không có thích như vậy. Nhưng mà nếu mà em mà nói ra là anh chị em ngợp liền đó. Em nói thiệt một câu luôn á, có anh gì kỳ xã đây, ảnh sẽ là cái người ở bên Mỹ này, ảnh sẽ nói là đúng hay là sai. Em mà nói tiền bill của em mà mỗi tháng mà em chi phí cho sinh hoạt của em là anh chị em ngợp luôn, em nói thiệt á. Ô căng lắm chứ không phải là đùa đâu. Nhưng mà cái người Việt Nam một thành phần nào đó, người ta không, người ta đứng ở này, người ta trong núi kia, cứ ở bên kia em nói sướng rồi, nó không biết nó sướng mà nó đâm ra nó cồn, nó cứ mong nó phải đi qua bên nước này, đi qua bên nước kia đó, cứ mong như vậy. Mà rồi qua đây đi rồi thấy cái cảnh nó xoay cái con người mình, nó giống y như là một cái hộp số vậy. Anh cài tần số, anh quay cái là từ cái nhông lớn tới cái nhông nhỏ, nhông nào cũng chạy hết á. Cái nhông chạy nhanh, cái nhông chạy chậm, mà phải đều quay, quay đều, quay đều, quay đều, không thằng nào ngưng á, thằng nào ngưng cái là banh vậy đó. Ra người dân Việt Nam á, nhiều người mơ mộng, tại vì người ta không biết thôi, người ta không hiểu thôi Việt Nam chứ, người ta chưa thực tế mọi cuộc sống ở Mỹ, thành ra người ta cứ nghe cái luận điệu tuyên truyền thế này thế nọ, họ nghĩ là cái gì đó đó là thiên đường, nó đơn giản thôi. Là giờ họ vượt ra cái gì đang đây nè, ở bên Mỹ đường cao tốc với
gọi đường quốc lộ, ban đêm có đèn đường á. Tùy anh, có cái có cái không. Có đúng không? Có cái không. Ủa? Em nói vậy. Tùy nơi. Có. À. Tùy nơi, tùy chỗ. Mà hầu như là không có đúng chưa? Không, nói, đúng không? Có tùy nơi. Nói chung là tùy nơi. Những thành phố mà xa thành phố chính, những nơi nó không quan trọng, nó không có đèn đèn thì không có đâu. Nhưng mà còn những sao kia nhưng mà Việt Nam nè ok, ngoài trung tâm thành phố đã không có, thị trấn thị xã không nói rồi, hầu như là dọc tuyến quốc lộ là đều có đèn đường rẻ quá hết. Cái nhất, cái thứ hai nữa này, cái trường hợp mà Việt Nam với anh Duy Tân không biết hồi đó lúc mới qua là có đi ở phòng trọ ở thuê ở ghép không, giống như lúc mới qua mình còn kinh tế mình còn khó khăn á, mình chưa có điều kiện mà thuê nhà hay là mua nhà, mình còn ở ghép mà 4-5 người hay 5-6 người trong một cái nhà, trong một cái phòng á. Đúng rồi, thành ra cái câu hỏi đó không trả lời được. Anh mới qua thì anh trong chung với gia đình anh thì ở chung với nhau chật chội thiệt, nhưng mà thì không có ở nhà trọ, không ở nhà trọ, thuê nhà ở. Nhưng mà ý em là như thế nào? Ý em á, tức là nhiều người họ không hiểu, họ không biết. Ví dụ qua bệnh có người thân của gia đình còn đỡ mà chưa nha, cái chuyện đỡ hay không tính sau nha, tùy họ tùy gia đình nữa nha. Chứ còn đa phần mà qua là không có ai ở nhà thuê là gì, ở chung một phòng, 5-6 người chung phòng, một phòng đó chỉ có một toilet, có một cái bếp, phải bục mặt ra đi cày về xong rồi nấu ăn, đó là phải thiên đâu mà nấu có một cái bếp thôi, chứ không phải nó được là mỗi người cái bếp hai muốn nấu rồi nấu đâu, phải chờ người này nấu, người nào vậy trước rồi để nấu trước, rồi chờ khách nấu sau. Nhiều lắm anh, nhiều hoàn cảnh, nhiều ấy lắm. À, rất là nhiều, rồi trường hợp như vậy đó, thậm chí là gia đình có con cái hoặc là bên đó có công an việc làm ổn định luôn á. À, cũng là có của anh của đệ luôn, cha mẹ qua thăm con. Ông bà thì bên này kêu qua thì cứ để háo hức qua, Mỹ đẹp lắm.